À, ngoài cái món hủ tiếu Nam Giang là cố định hả cô? À, cô cho con biết là những cái món mỗi ngày đi cô, cho khán giả biết đi cô. Chủ nhật là bún măng vịt, hủ tiếu. Thứ hai là bún riêu hủ tiếu, thứ ba bún bò Huế hủ tiếu. Thứ tư là hủ tiếu cháo lòng. Thứ năm thì bún mà gì, hủ tiếu. Thứ sáu là bún canh hủ tiếu. Thứ bảy là bò kho hủ tiếu. Đó, mỗi ngày đó. À, cô nói xong mình cũng chẳng nhớ luôn. À, các bạn có thể là xem cái đoạn tour lại ha. Nhớ biết. Không, không nhớ luôn hả? Coi như là hên xui đi trúng ngày, trúng có món gì ăn bún nấy. Bởi vì cái món nào cô nấu cũng rất là ngon. Chào mừng các bạn đến với bốn mùa ẩm thực của mình nhé. Sáng nay mình có mặt ở chợ Bình Tiên. À, cái đây là cái đường vào chợ các bạn, từ ở ngoài Phạm Phú Thứ đi vô là hẻm 234 Phạm Phú Thứ. Thì các bạn đến ngay cái cổng chợ Bình Tiên thì ngó qua bên kia thì sẽ thấy tiệm hủ tiếu của dì Tư. 7 ngày 7 món luôn các bạn. Dì Tư bán ở đây từ lúc dì Tư còn trẻ luôn. Bán đến bây giờ phục vụ bà con trong chợ Bình Tiên. Quán cũng khá là đặc biệt, dì Tư cũng rất là khéo nấu 7 ngày 7 món. À, mình sẽ vào đây mình quay một số hình ảnh trong cái tiệm hủ tiếu của dì Tư cho các bạn cùng xem nhé. Chào dì Tư à. À, bữa nay trở lại thăm dì Tư nha. Dì Tư bán hủ tiếu 7 ngày 7 món. Hôm nay dì Tư là món gì dì Tư? Hôm nay thứ ba. Dì Tư nói là bán bún bò Huế và hủ tiếu Nam Giang. Cái hủ tiếu là mỗi ngày mỗi có hả cô? Còn bún bò Huế là cái món hôm nay thay đổi phải không cô? Cái này là tô bún bò Huế. Tô này bao nhiêu cô? Thấy thịt nhiều quá. Bún được em. Con nhớ là cái gây móng ra không? Thì bún bò luôn hả dì Tư? Cái này gây móng chả bò dê không? Tái chín tô bún bò bình thường là giá bao nhiêu dì Tư? Tô đặc biệt là 40 hả? Hình như cái giá này có tăng lên sau dịch không cô? Không, không có. Giá trước dịch luôn hả? Chị là con của cô hả? Dạ. Đang làm những cái phần đây, nước chấm. Cái đó lấy giò nạc đây. Này của bà Hai phải không? Không, của bà Hai là giò móng, còn cái kia lấy giò nạc không xị. Tô bún bò Huế bình thường là 30 ngàn, tô đặc biệt thì 40. Giá này là giá không đổi so với lại trước dịch nha các bạn. Những cái giò kìa. Hôm nay là bún bò Huế nha các bạn. Mê ly rùng rợn luôn. Lấy xương to, xương to mà to. Hãy tôi có một chiếc. Có miếng xanh mà không? Có, để riêng đi tôi, để riêng đi tôi. Để riêng không, để tôi xíu thôi nha. Tôi xương to phải không? Đúng rồi. Tôi có mỡ mỡ chút phải đúng không? Đúng rồi, nó khói em có mỡ mỡ. Mạc quá nó đâu có thèm. Cái này có nạc không mới chết, cái đuôi chú. Đây là heo viên hay gì cô? Cá viên. Cá viên rồi, thịt giò rồi, củ cải trắng. Đó, mấy cái xương miếng miếng á, khoai mấy cái xương, cho thêm xương đi đây. Cho thêm. Nó có gì nữa rồi. Bếp thôi, phải là bỏ tiêu đi. Không có bỏ tiêu em bé. Cái hủ tiếu từ ép
thôi được ơi. Hủ tiếu mình giá cũng 30 hả dì Tư? Bằng nhau hết hả? À, cái hủ tiếu Nam Giang thì tô thông thường thì 30. 30 hết. Và tô bún bò Huế cũng là 30 nha các bạn. 30 ngàn. À, tô đặc biệt hoặc là các bạn dùng thêm cái gì thì là tính thêm. Em là miếng hủ tiếu nha dì Tư. Dì Tư là rất là quen thuộc, rất là thân thương với khu vực bà con chợ Bình Tiên nha các bạn. À, đây là ngay cái chỗ nấu hủ tiếu của dì Tư. Nhiêu tiền dì Tư hết thảy. Còn phía trước sát cái đường hẻm là 2 tô nãy ra 4, 6 tô. Khách ngồi ăn 100 đi ha. Ok. Rồi, con. Thôi khỏi đi con. Mình thấy có chả nè, bò tái nè, rồi củ hành rồi giò. Đây luôn. Người ta đặt hay làm sẵn rồi? Người ta đặt rồi hả? Chưa có ai bưng nè, chạy vừa bưng nè. Con bưng chưa? Không biết đâu. Đi chỗ đổ bưng nè. Người nó không ăn nè. Giò móng nè, rồi những cái rau nêm nè, những cái nước nêm nè. Có thịt bằm nữa con, ở phía Nam Giang có thịt bằm. Bèo luôn. Một tô 30 ngàn. Giò nhiêu vậy? Cũng có ăn hủ tiếu với mì gói vậy. Cái mì gói không? Mì gói với hủ tiếu. Xong rồi mình thấy có bò, cái bún bò bình thường tái, chả, giò mọc. Cô chan cái nước nêm rồi cô bỏ cái sa tế rồi bỏ cái hành tây. Lấy bùa đi sao? Đây là phần tới 30 hết không? À, đây mình có bì gói nữa cô ha. À, dì Tư mà cái lọt là cô và dì Tư, hủ tiếu dì Tư. À, thích ăn mì gói thì có mì gói luôn. Trong nồi này có cái gì con? Có gì với cả bò viên à. Bò viên ha, giò heo, chả. Ừ, rất là chất lượng luôn, giò, móng, bò. Móng tứ, giò, chả, móng bò. Dì Tư bán rất là đắt luôn nha bạn. Bán trong chợ nhưng rất đắt luôn. Dì Tư bán được là bao nhiêu năm rồi dì Tư? Bán trăm mấy năm. Dạ. Bao nhiêu? 25 năm. Dì Tư bán 25 năm, bán từ khi còn son luôn. Tí với mì gói chung đó nha. À, mì gói. Mì gói thì nấu bằng cái nước hủ tiếu. Có tôm. Tôm cặp gì đó. À, dì Tư có thể cho khán giả biết là dì Tư bán từ mấy giờ đến mấy giờ mỗi ngày không dì Tư? 6 giờ sáng, 10 giờ hết rồi. À, bán mấy tiếng rồi. 6 giờ sáng tới 10 giờ trưa nha các bạn. Các bạn có dịp đến chợ Bình Tiên thì ghé vào ăn ủng hộ dì Tư. Và để thưởng thức những món ngon do dì Tư nấu 7 ngày 7 món. Dụng 2 đôi bò về. Có thể các bạn đi suốt tuần luôn, mỗi ngày đều mỗi món hết.
đi. Bán liên tục luôn nha các bạn. Bún bò Huế bán đắt quá con. À, bán tại vì trong chợ đó các bạn, cho nên bán cho khách ngồi đây mà khách bán trong chợ đó, người ta dặn bưng đi rất là nhiều luôn, vòng vòng trong khu chợ các bạn. Cái gì thần? Đây những cái đồ nem rồi của dì Tư đây, củ hành, rồi cái tủ thịt, chả, tôm, hèo, cạch, rồi mực luôn, rồi bò tái nha. Tiệm hủ tiếu Dì Tư thì bán ngay đối diện ngay cái cổng chợ, cổng chính của chợ Bình Tiên nha các bạn. Các bạn đi đường Phạm Phú Thứ thì các bạn đến hẻm 234 Phạm Phú Thứ thì các bạn quẹo vào, các bạn đi đến ngay cái cổng chợ Bình Tiên thì các bạn ngó qua đường thì các bạn sẽ thấy tiệm hủ tiếu của Dì Tư bán 7 ngày 7 món, mỗi ngày 2 món, một món hủ tiếu Nam Giang là cố định và một món sẽ thay đổi mỗi ngày. Buổi sáng trải nghiệm một tô bún bò Huế 30.000 của Dì Tư, giá 30.000 là giá cũng là tương đối bình dân nha các bạn. Mình có một số chia sẻ với các bạn như vậy cho buổi sáng nay. Thì mình chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc ha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video và ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình mong được sự tiếp tục ủng hộ của các bạn nha. Mình tạm chia tay ở đây và mình hẹn các bạn video sau nhé. Bye bye.